Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại một video sinh viên Eric làm gì và học gì. Mình là Nguyễn Thị Nga, sinh viên khóa 3 của trường Eric. Và số sinh viên của mình là COV 01 AP016. Ngày hôm nay bọn mình lại quay trở lại một môn nghiên cứu con người. Và cái chủ đề tiếp theo của mình nghiên cứu đấy chính là chủ đề về đạo đức. Thì trong cái mưu web của mình đã có một cái bài học tập quý giá trên bài học trước. Thì để nhắc lại kiến thức từ trước của chúng ta, chúng ta đã nói đến về cái những cái cảm xúc, đúng không ạ? Thì về cảm xúc của chúng ta thì chúng ta có rất nhiều những mô cảm xúc và chúng mình phải biết làm sao gọi tên được rất là nhiều những mô cảm xúc đấy thông qua những cái cách học hỏi này, và phải biết biểu lộ nó ra bằng cách là đầu tiên là phải quan sát những hành động của đối phương, của những con người xung quanh, và đặc biệt là quan sát những cái biểu cảm, hành vi của chúng bản thân mình để biết được có những cái loại cảm xúc nào, và sau khi đấy thì chúng mình sẽ bắt đầu nghiên cứu xem gọi tên được đó là loại cảm xúc gì. Và sau đấy chúng mình đã nghiên cứu xong rồi, chúng mình cần phải đến một bước đó chính là thử phán đoán xem chúng mình sẽ có được những cái loại cảm xúc nào tiếp theo nữa. Đây là cái nội dung của bài học trước. Và nếu như chúng mình biết cách để quan sát và biết cách để gọi tên cảm xúc và biết cách để chuyển hóa biến đổi những loại cảm xúc đấy và theo ý nghĩa của mình, thì mọi người có thể kiểm soát được một người khác hơn, kiểm soát được tất cả những cái loại cảm xúc của bản thân mình và đưa nó vào trạng thái công bằng. Đấy là những cái gì mà bọn mình đã được học về bài trước đấy. Còn nội dung bài học hôm nay chính là liên quan đến đạo đức. Thì để nói về đạo đức thì chúng mình không thể có một cái loại từ ngữ nào để có thể nói chính xác về nó được. Thì chúng mình sẽ đi sâu từ trong gốc rễ của nó. Thứ nhất, đạo đức nó bắt nguồn từ đâu? Thì mọi người cũng khi do nó một từ đạo đức, chúng mình cảm thấy là nó chung chung quá, nó không thể đạt được. Thì cái bản chất vấn đề của đạo đức là như nào? Đấy, khi mà chúng ta cảm thấy chúng ta thiếu đức, đấy, khi chúng ta cảm rất lương tâm, khi làm một cái việc gì đấy mà chúng ta cảm thấy là lương tâm của mình bị đánh nhau, xáo trộn lại và cảm thấy là khó chịu, bứt rứt, lương tâm cảm thấy nó không được yên ổn, thì đấy chính là đạo đức. Đạo đức chính là cái lương tâm trên bản thân mình. Đấy, thì tại sao con người lại có lương tâm? Tại bởi vì con người biết sợ. Sợ cái gì ạ? Sợ chúng ta bị mất những thứ chúng ta đang có. Sợ những người khác hơn chúng ta về mọi mặt. Sợ người ta bỏ bản thân mình đi. Rồi là sợ tất cả những gì đấy nó không đến được bản thân mình, nó không mang lại lễ hội cho mình. Đấy, sợ người khác biết được những cái bí mật mà bấy lâu nay chúng mình thường che giấu nó, không mong muốn được người khác biết được cái bản chất thực sự của bản thân mình. Đấy là một cái nỗi sợ là. Và để xoay quanh cái nỗi sợ đấy, chúng ta tại sao chúng ta lại có sợ? Bởi vì chúng ta có ham muốn. Đã là con người thì chúng ta có ham muốn. Đấy. Ham muốn là gì? Ham muốn được có những cái gì đấy tốt đẹp cho bản thân mình. Đấy, tất cả những gì mà chúng ta mong muốn đến bản thân mình, đấy gọi là ham muốn. Và đã có ham muốn thì chắc chắn sẽ sợ mất nó, đúng không ạ? Đấy. Thì để giải quyết cái vấn đề là đạo đức hay không đạo đức thì chúng mình không thể dùng từ nào đó cố định để nói được về đạo đức. Đấy, thì chúng mình cần phải soi tận cái gốc rễ của nó ra. Thì bản chất của đạo đức đấy chính là vì cái nỗi sợ và vì cái lương tâm của bản thân. Đấy. Thì chúng ta sẽ cảm thấy lương tâm. Ví dụ như chúng ta làm một việc gì xấu chẳng hạn, thì cái thâm tâm của chúng mình bảo là tại sao mình được tối về chúng mình nằm suy nghĩ về cái hành động của mình trước đấy, và bắt đầu là mình cảm thấy lo lắng, sợ hãi và không nghĩ, không biết tại sao mà chúng mình lại có thể hành vi ra được những cái hành động nó không được tốt đẹp mình. Và chúng bắt đầu chúng ta suy diễn với bản thân, và chúng ta thường nói câu là nếu như này có như kia đấy, nếu như chúng mình không làm như này như kia thì chắc cái kết quả nó sẽ khác và cái người đấy sẽ không quay lưng với mình, đúng không ạ? Đấy là cái nguyên nhân chúng ta bỏ từ sao mà chúng ta phải có một cái sự rất lương tâm liên quan đạo đức. Đấy, cái lương tâm của chúng mình không cho phép chúng mình làm như thế, và chúng mình lỡ làm thì cái nỗi dằn vặt của chúng ta nó sẽ xoay quanh cái nỗi dằn vặt đấy, khiến bản thân mình suy nghĩ rất là nhiều và nó ảnh hưởng đến sức khỏe, nó sẽ khiến chúng ta, người ta gọi là không đạo đức. Đấy, chính bản thân mình đạo đức hay không đạo đức thì lại do chính bản thân mình nó suy diễn mà ra. Đấy, thì theo các bạn thì có cái gì để đo lường được cái đạo đức không? Thì chỉ có một cái chính là quy luật, nội quy định. Thì đấy là cái phương pháp duy nhất để chúng mình
che giấu đi cái tội ác của chính bản thân mình. Đấy, cái từ đạo đức nó được ra đời để che giấu đi những cái sự xấu xa của bản thân mình. Đấy, thì khi mà chúng ta đưa ra những quy luật nội quy rồi thì đấy là không có tốt xấu. Đấy, chỉ là chúng mình làm sai cái quy định đấy thì chúng mình sẽ bị phạt. Nhẹ thì phạt hành chính, nặng thì có thể như nào đấy, đúng không ạ? Cũng có thể dụ giết người chẳng hạn, để chúng ta sẽ cắn rất trung tâm, đúng không? Tùy theo cái phương pháp giết người và chúng mình sẽ phân ra cấp độ là phạt tù bao nhiêu năm, bao nhiêu năm đấy, đúng không ạ? Đấy, thì chẳng qua chúng mình càng vô tình đi, chúng mình không mong muốn, chúng mình biết đấy là việc xấu mà chúng ta vô tình làm thì cái lương tâm của mình nó rất là nhiều hơn. Thì đấy thì chúng mình biết là chỉ có một cái phương pháp duy nhất để chúng mình nói về cái sự đạo đức có thể ông nên nâng đến được cái đạo đức của chúng ta, đấy chính là cái nội quy quy định. Và khi chúng mình đã có được quy định làm ra thì nó là của chúng ta thực hiện nó và thực hiện sai thì chúng ta sẽ bị phạt luôn. Và cái nội quy quy định của chúng, cái nội quy quy định đấy đưa ra để làm sao để che biện, để răn đe cái sự xấu xa của bản thân mình. Đấy, thì thường nội quy đưa ra để chỉ là khiến cho cái thế giới này nó được tốt đẹp hơn. Và thường thường người ta sẽ nói là cái nội quy quy định thì sẽ có được, thì đó là cái thứ của giai cấp thống trị. Đấy, là những người nào mà có quyền lợi đấy thì giàu có chẳng hạn, có chức có quyền thì người ta mới có quyền đưa ra quy định. Và nội quy quy định đấy là đưa ra để phục vụ giai cấp thống trị, còn giai cấp bị trị chỉ là những con người lòng theo và hưởng ứng theo đó. Đấy, đối với con người có đạo đức hay không đạo đức thì thường thường phụ thuộc, nó sẽ phụ thuộc vào cái gọi là phong tục tập quán, các tập quán của ngày xưa. Ví dụ như yêu nhau mà đối với người Việt Nam nhé, phong tục xưa là yêu nhau mà chúng ta yêu nhiều người cùng lúc thì sẽ người ngoài và cùng mặt và phán xét, đấy chính là một người vô đạo đức. Đấy, đấy là cho những cái phong tục tập quán ngày xưa ở Việt Nam. Nhưng thực chất ở bên nước ngoài họ lại yêu rất là nhiều người cùng lúc và có thể lấy rất là nhiều vợ cùng lúc, rất là nhiều chồng cùng lúc. Đấy, đấy là do cái phong tục tập quán của mỗi vùng miền nữa để quy định ra là mình có đạo đức hay không đạo đức, đúng không ạ? Đấy thì không thể nào dùng một cái từ ngữ nào để có thể phán xét được là để có thể gọi tên đúng chính xác được từ đạo đức là như thế nào, đúng không ạ? Một con người mà cái sự ham muốn của chúng ta nó đạt đỉnh điểm thì cái sự đạo đức của chúng ta nó cũng chắc là mong muốn để có được, chiếm hữu được cái sự, cái điều trong lòng của đấy. Thì khi chúng ta cần phải biết cách để làm sao đưa cái sự đạo đức của chúng mình nó đi lên. Ví dụ như chúng mình sẽ có được những cái thứ nó về bản chất rồi, nó đã là của chúng ta rồi, nhưng mà khi chúng mình đã bị mất nó đi thì chúng mình lại suy nghĩ là cái người mà khiến bản thân mình không có đấy là sự thiếu đạo đức. Đấy chỉ là một sự phán xét, một cái sự suy diễn của chúng ta thôi. Nó đã quay ra, nó đã là một cái chủ đề mới rồi, nó đã khiến chúng ta nó không được trọn vẹn nữa và cái đạo đức của chúng ta nó đã sai lệch. Đấy thì chúng ta không phân biệt là tốt xấu mà chúng ta phải phân biệt là đúng sai. Đấy, dù là tốt xấu là đã là sai rồi, chúng ta phải phân biệt là cái đấy dựa trên cái lý lẽ của chúng ta, chứ không phải là một con người mà thao thao bất tuyệt, cứ cảm xúc mình dâng trào lên và nói không kiểm soát, đấy là một con người thua. Đấy, một khi chúng ta đã phân biệt thắng thua rồi thì trong cái hoàn cảnh đấy thì chúng ta đã là người thua cuộc. Đấy, chúng mình cần phải biết làm sao kiểm chế cảm xúc của mình, luôn luôn là một người tập tịnh và luôn luôn là một người chỉ đứng sau và quan sát, lắng nghe tất cả những ý kiến và sau đấy sâu chuỗi lại mọi bản chất vấn đề, chứ không phải là người đứng lên để tranh cãi với mình đúng hay sai, bản thân mình đúng hay sai. Đấy, không thể nào mà tôi tốt, tôi như này thế kia, chỉ phân biệt là chúng ta cái lý của chúng ta như thế nào và cái lý đấy phải chuẩn với chuẩn đạo đức, nó phải chuẩn. Và mỗi con người chúng ta thì đều có cái chuẩn riêng của bản thân mình, là đúng hay sai thì dựa vào cái chuẩn của chúng ta, ta nói phải có lý có tình. Đấy thì chúng ta cần phải biết cách làm sao để so sánh đạo đức
sự việc đấy của chúng ta nó có được thực hiện một cách chân chu hay không, thì chúng ta cần phải biết rằng bản thân mình là một con người nó chưa không ai sinh ra là hoàn hảo cả, ai cũng có những lỗi lầm, ai cũng có những bí mật, ai cũng có những cái nỗi niềm riêng, thì chúng ta cần phải biết cách để chia sẻ cảm xúc của chúng ta ra. Và một con người nào mà được người khác chia sẻ rất nhiều cảm xúc, hoặc là chính bản thân mình chia sẻ rất nhiều cảm xúc đi đối với mọi người, thì cái việc trở nên sợ hãi thì nó cũng dần dần mất đi, và con người đấy thì chắc chắn sẽ thành công. Đấy, chỉ là cái nỗi sợ của chúng ta nó hàn sâu trong cái ký ức từ ngày nhỏ của mình đã bị được rèn như thế rồi, thì không được phép nói ra để cái gì mà chúng mình không mong muốn, người che giấu che đậy chẳng hạn. Thì đấy là những cái thứ mà chúng mình đã được bị rèn từ nhỏ, cho nên là cái nỗi sợ ngày càng nhiều lên và khiến bản thân mình không được có được những cái suy nghĩ đúng đắn nữa. Và khi mà chúng mình được bị người khác nói, ví dụ chúng mình nói những bí mật cho ai đấy mà mình bảo là nên giữ bí mật cho bản thân mình, nhưng cái người đấy lại nói người khác, thì cái mối quan hệ đấy mình suy đoán sang một cái hướng khác, và mình bảo người đấy là họ không thực sự trung thành với mình, và cái mối quan hệ đó sẽ bị chấm dứt. Nó lại quay sang một cái hiện tượng mới, nó lại không đúng với bản chất yêu thương nhau nữa, và không có tình thương bình thường ở trong cái mối quan hệ đấy nữa, và mối quan hệ đấy là đã đổ vỡ. Thì có thực sự là tốt hay không thì chúng ta cần phải suy nghĩ đến mức độ đấy. Và cái con người mà chúng nói thao thao bất tuyệt nói mà đến cái mức mà mình chay đủ xúc, đến cái mức mà chúng mình không thể không quan tâm đến cái vấn đề người ta nói nữa, và mình sẵn sàng đối mặt với những cái thứ mà chúng mình đã làm ra, đối mặt với những cái sự việc đối phía trước dành cho mình, thì đấy mới là một người đẳng cấp. Đấy, không phân biệt lý lẽ, chỉ phân biệt làm sai. Chúng mình cần phải có cái chúng ta càng ham muốn cái có những cái cảm xúc có lợi cho bản thân mình. Đấy, khi có rất là nhiều cảm xúc có lợi cho bản thân mình, ngày càng ham muốn nó được nhiều hơn, có được nhiều hơn cái loại cảm xúc tiếp theo là cảm xúc tích cực. Khi tích cực vào người rồi thì mình cảm thấy nó sợ hãi, lảng tránh nó đi. Và khi mà tích cực càng nhiều thì cái ý chí của mình, cái quyết định của mình nó không được minh mẫn nữa, và có những ngôn từ hành vi nó không được chuẩn chỉnh, cũng khiến cho cái sự việc hiện tượng mình đang làm ấy, hoặc là những cái mối quan hệ xung quanh của chúng ta không có được một cái kết quả tốt đẹp.